Chào cô chú anh chị, hôm nay mình lên bộ mẹ con bò Redman cái để là con kem đực nha, cho cô chú anh chị tham quan tham khảo xem chơi. Nên mình đang chơi không có bán nha chú anh chị. Nó bò gậy đẻ con tốt luôn cô chú anh chị. Đây là con Redman tay nhỏ để là con được kem rất đẹp, bò tướng cũng cao ráo, kem tốt mà được kem tốt ghê, mắt sữa. Thì cô chú chị mình thấy chương trình của mình hay thì nhớ đăng ký để xem theo dõi những video hay hơn nữa nha, và like cho mình nha, nhớ đừng quên bình luận bên dưới để mình like những clip bị bò cho cô chú anh chị mình xem. Bộ mẹ con này tướng cũng tướng rất tốt đẹp, nhìn con kem được kem này thấy hết hấp dẫn không, tướng tốt không đó. Đây mẹ Redman để nó con kem được mẹ, bởi vì để con hơi gầy, con hay mát sữa uống không rồi nè. Bộ mẹ con này mới con được 1 tháng bả này không lấy hành tòng nữa hả? Chú anh chị mình đã bỏ thời gian quý báu để xem hết video mình nghe. Chú anh chị mình nhớ đăng ký để theo dõi những clip mới nhất nha, từ kênh Chăn Nuôi Bến Tre nha.